Tại các ngã tư có đèn tín hiệu trên địa bàn thành phố thì có một số các cái người điều khiển phương tiện vi phạm đi trước đèn khi hệ thống đèn tín hiệu khoảng từ 4 đến 5 giây họ đã cho các điều khiển các phương tiện của mình đi trước đèn. Cái hành vi này thì hết sức nguy hiểm đối với người tham gia giao thông. Thực tế là các cái trường hợp này khi đi trước đèn thì người ta đã vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu. Và ngoài ra thì nó còn gây ra một sự nguy hiểm hiện tại là khi người ta đi trước đèn, chiều đèn đối diện vẫn đang là chiều đèn ưu tiên và các phương tiện còn đang được phép lưu thông. Chính vì thế sẽ tạo những cái sự giao cắt tại khu vực ngã tư và ảnh hưởng trực tiếp đến cái tình hình trật tự an toàn giao thông tại ngã tư cũng như là có thể gây nên các cái va chạm hoặc là tai nạn ảnh hưởng đến trực tiếp đến bản thân của họ. Mức phạt của hành vi không chấp hành đèn tín hiệu giao thông được quy định tại khoản 4 điều 6 và khoản 5 điều 5 Nghị định 100 của Chính phủ. Theo đó, người điều khiển phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng. Người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vượt đèn đỏ thì bị xử phạt từ 3 triệu đến 5 triệu đồng. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Mức phạt đã tăng gấp 2 lần so với Nghị định 46, thế nhưng không phải ai cũng có ý thức chấp hành. Đây là những hình ảnh phóng viên ghi nhận tại ngã tư giao nhau giữa ba tuyến đường Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong, Lương Văn Tụy, thành phố Ninh Bình. Tình trạng vi phạm tín hiệu đèn diễn ra khá phổ biến. Không ít trường hợp dù đèn đỏ còn 4-5 giây nhưng vẫn nhấn ga chạy qua mà không biết rằng chính việc làm này không chỉ vi phạm giao thông mà còn làm tăng nguy cơ gây tai nạn cho chính bản thân và người tham gia giao thông khác. Để chấn chỉnh hành vi vi phạm này, các lực lượng chức năng đã bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật để phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đây là những hình ảnh về một buổi ra quân chuyên đề xử lý vi phạm đèn tín hiệu giao thông của đội cảnh sát giao thông công an thành phố Ninh Bình. Không một xe mô tô màu xanh thanh niên điều khiển không đúng mũ bảo hiểm vượt đèn đỏ tại ngã tư Kỳ Lân. Không một xe mô tô quay xanh thanh niên mặc áo màu xanh điều khiển có mũ bảo hiểm màu đỏ vi phạm tín hiệu đèn tại ngã tư Hoàng Sơn. Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng chục trường hợp vi phạm đã bị phát hiện và xử lý theo quy định. Trong thời gian vừa qua thì đội cảnh sát giao thông công an thành phố Ninh Bình chúng tôi đã xây dựng các kế hoạch chuyên đề xử lý về các hành vi vi phạm không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, cụ thể là các hành vi vi phạm đi trước đèn tại các khu vực ngã tư trên địa bàn thành phố. Và trong quá trình xử lý thì chúng tôi kết hợp với sử dụng các cái phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ như hệ thống camera giám sát cũng như là các cái camera quay tay để ghi hình và xử lý các cái trường hợp vi phạm này. Đèn đỏ thì dừng lại, đèn xanh mới được đi, điều tưởng chừng như đơn giản, thực hiện rất dễ dàng. Thế nhưng có rất nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ. Do đó, để hạn chế đến mức thấp nhất những vụ va chạm, tai nạn giao thông liên quan đến hành vi này, thì ngoài sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, mỗi người tham gia giao thông cần nghiêm túc chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đó chính là cách để đảm bảo an toàn cho chính mình và người khác khi lưu thông trên đường. Đón bình minh rạng rỡ trong lung linh ánh nắng với những bộ trang sức lấp lánh sắc màu thiên nhiên. Tận hưởng cuộc sống tươi đẹp theo phong cách của riêng mình. Cho một ngày tỏa sáng và đầy hứng khởi. Trang sức cao cấp Doji luôn tỏa sáng